Hello thầy. Vẫn chưa sửa lại bài à? Dạ. Chưa sửa lại những cái bài sai à? Chưa. Chiều sửa lại ngay. Nào, từ mới. Up là thêm một số up là gọi điện, Call up. call up là gọi điện, ring up là sạch, cắt up cắt như vậy. Fill up là fill up là dạy, đứng dậy. Give up là một cuộc. Grow up là trưởng thành, hang up kết thúc một vài điểm, đi up là nhanh một việc gì đó, make up nói dối, show up đến, nghĩa chữ thì không ai dịch nổi. Sửa lại từ hurry up Chưa. nào, nay chúng ta tiếp tục buổi trước học. Buổi trước học đến question word with two verb, đúng chưa? Nào, đây ta vừa review. Ở đây chúng ta có cấu trúc chủ ngữ cộng từ để hỏi cộng chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ, đúng không? Bây giờ ta sẽ viết nó lại, chỉ còn chủ ngữ cộng động từ cộng từ để hỏi cộng to verb và cộng tân ngữ thôi. Vậy thì ở đây đã bỏ cái gì đi rồi? Bỏ cái gì? Danh từ ở đâu? Sau câu hỏi. Cái đấy mới là danh từ à? S chủ ngữ. Bỏ chủ ngữ thay bằng nào. Ở đây chúng ta còn 5 câu. Tổng một bài này có 10 câu. Chưa thấy video đâu nha. Nào, làm nhanh nào. Đó, vợ. Viết luôn lên trên này.
Nhanh nha. Xem có từ mới nào không? Ngáp đi thôi, suốt ngày ngáp. Em nghĩ chắc không có suốt không có suốt Nói to lên thế nào? Thì chắc chắn không có từ suốt Không biết. Nhìn xem. Cứ nhìn theo cấu trúc mà làm. Xem shoot nó là từ loại gì? Cái này không có suốt Ở bên cạnh cái chữ mouse nó có cái choose, cái chú chọn này, click vào đây, xong click double vào cái dòng đấy, thấy chưa? đó, bấm hai lần vào màn hình thôi. Ở bên cạnh cái nút mouse nhìn thấy chưa? Click vào đấy, xong click double vào cái dòng đấy. Là nút gì ạ? À? Em là tiếng Việt cơ. Có cái chọn này thầy. Có. Có Ở một bên chữ cạnh chuột. chuột đấy thầy. Cái chuột đó. Ở trên À, cái thanh đấy, ở bên cạnh chuột, bên phải. Nhìn thấy chưa? nó là văn bản. Không phải văn bản, bên cạnh. Nó là chọn. Không không có tự chọn Chọn thôi. Cái hình cái dấu đấy này, dấu thao, dấu mũi tên ấy, bên cạnh ấy, ở giữa chuột với văn bản ấy. không có của em không có của em chuột văn bản vẽ dấu mũi tên cụ thể hình dạng bằng là thao tác làm lại xóa lưu hết. Vẽ dấu gì? Vẽ cái dấu dấu tích dấu khoảng trống dấu Rồi. x Nhấn nổi bật đúng không? Sửa như nào? Nói nhanh. bỏ bỏ cái sút đi Làm đi nhanh lên. Nhìn câu cuối cùng xem biết đúng hay sai, à, câu thứ hai đúng hay sai. Để cho là gì? Để cho từ gì đấy? Tầm ngày gì
Đây ghi là cái gì đây? Vâng, hết dọc. Vừa va vừa vật. Chẳng có cái nào là hết dòng ở đây cả. Nó còn thừa một đoạn ra đây này nhé. Em phải kéo ra. Ừ, em một chữ C. Là mình đây. Để như này. Nó còn không biết dấu cách, dấu phẩy ra nữa cơ nhỉ. Quên. Suốt đời chỉ có quên thôi. Câu là mất 13 phút. Từ câu thứ 6 trở đi nha, sai một câu là lần này là 7 cái. Rồi. Now, number one. We don't know where to put the sofa. The rules didn't specify who. Who to speak to in case of an emergency. My wonder how to write the scooter. Let us decide when to start the project. Could you tell me where to find a good hotel? Bạn này dễ. Nào, thế rồi em. Thế 5 giây đi xuống thuốc kia.
Làm tiếp nhanh lên. Từ câu này chỉ đi sai một cái là 5 cái chúng đẩy. Hôm qua 17 cái chơi chả, hôm nay tính lại lên 18 cái. Hôm qua em bận. Không lý do. Mày liên lẹo lắm. Rồi cứ chờ đi, hết dịch tháng 10 tao lên tập bữa vào đầu cho. Học kỹ nha, xem có từ mới nào không. Cái này rất lười là học từ mới. Ý học sang cái này thích mà làm được rất là giỏi. Yeah. Ý nó học sang cái phần kia mà làm được mới là giỏi. Nào em chả làm được, quan trọng có đúng sai. Làm 10 câu thì sai đến 9 câu, một câu đúng nữa. Chắc chưa? Sure. Cho nhìn kỹ lại một lượt cuối không, em bảo là thầy không cho em chữa. Sai một câu là 5 cái. Đến 6 giờ. Lại ngáp. Một ngáp là 2 cái. Nào, câu đầu tiên đọc lên. We must find out what to do next. Có dễ không? Tiếp. A good dictionary tells you how to pronounce the word. Tiếp. Câu số 8. We are not sure who to meet. Entrance. Nào, tiếp. I can remember. Đọc lại. When I can ai là gì? I can't remember when to turn the oven. Cuối cùng. Do you know what to look for? Dễ không? Dễ không? Bình thường. Được.
Ngày mai sẽ làm test nha. Ok. Nào, chúng ta chuyển sang phần Unit 4. Không phải test là không có bài tập về nhà luôn đấy, đúng luôn. Nào, chúng ta sẽ sang Unit 4. Report the speech là cái gì nhỉ? Cáo tốc độ Nghe quen quen. Report the speech. Nghe quen quen. cáo tốc độ Speech cơ mà, có phải speed đâu, thằng ngáo này. Report the speech. Là em gì? Report the speech. nhớ nhưng mà anh quên. Em nhớ nhưng mà em quên. Nói như đúng rồi ấy nhở. Là cái gì đây? À, câu thơ vật Hai cái tôi chống đỡ đẩy nhớ cho một lượt ngáp. em ngát đơn đang nói mà Thôi đừng có cãi. thầy chẳng nghe Report gì. the speech. Là cái gì? Tôi là tôi làm tiếp tôi tưởng thật Dùng để làm gì? tôi chuẩn bị thật lại hoặc kể lại câu ngân sách tầm Nào, nhìn vào ví dụ, direct speech là câu gì? được thật. Câu này là câu gì? Direct speech. Wow. Câu Câu trực hỏi tiếp. tôi trực tiếp Indirect speech, câu gián tiếp. Ghi vào report the speech. Học từ lớp 8 rồi. để Nhớ em ghi unit rồi này số 10 rồi. để em ghi từ để em ghi rồi. Nào, chúng ta có một vài những cái nốt như sau. Lưu ý là ở đây người ta sẽ phân theo các cái thì. Nào, nếu như động từ tường thuật reporting verb nó là thì hiện tại thì chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính và đại từ chỉ định và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian ở trong câu thì sẽ không phải chuyển đổi, được chưa? Thế động từ tường thuật ở đây là động từ nào? Rồi Hả? Động từ nào là động từ tường thuật? ăn rồi Động từ tường thuật cơ mà. Rồi từng thuật rồi nha. à next Giỏi nha. à chứ chắc là tu Hà Nội. Ừ, giỏi. Một cơ hội cuối cùng. À, is Một cơ hội cuối cùng đã kết thúc nha. à, thì chắc Động chắn là he say từ rồi. tường thuật. Là he say. Động từ tường thuật cơ mà. Là Động từ tường thuật ở đây là says. Còn says. nếu như mà động từ tường thuật này ở trong quá khứ thì chúng ta phải lùi động từ chính và một thì. Tức là nếu như mà đây nó là says thì giữ nguyên, nhưng nó là cái gì thì phải lùi. Quá khứ là cái gì? Rồi. Hả? Phải Quá khứ là lùi. cái nào? Động từ Tôi tường thuật nhớ quá khứ là động từ là nào? Động từ tường thuật. set. Sát. Thì lùi động từ về một thì. Chúng ta có một số những động từ không thay đổi khi chuyển sang gián tiếp như would, could,
May, should, ought to vẫn giữ nguyên. Được chưa? Ghi ba cái này vào. Oh shit. Nhanh lên. Tóc tay ít thôi. Ta lại bảo phụ huynh cắt hết đi bây giờ. Nhanh cái tay cái chân lên. Có viết ví dụ không đấy? Không viết ví dụ cho đùa ấy. Nhớ cái này học rồi đấy, đừng có nói nhiều. Tí nếu không làm được thì ăn bữa vào đầu. Mà em không biết lùi lùi động từ về quá khứ nữa. Nhanh, không nói nhiều. Xuất sắc. Không chưa, nhanh lên. Em vừa mới viết đến xong cái dòng thứ nhất. Nhanh cái tay cái chân lên. Bây giờ em về đến khi xanh. Thầy đã thoát qua được ngày 8 tháng 8, chỉ tốn 20.000 đồng. Thầy đã thoát được qua 8 tháng 8 trên Shopee.
Không chưa? Này đẹp không thích nhỉ? Gì? Cái này này đẹp không? Đèn á? Cái nền này đẹp không? Đọc to lên, đọc to lên. Pando 5 năm đồng hành cùng tương lai, 5 tuổi ít hơn em đường vừa. Vâng. Này thì kinh rồi. Để chơi game cho em. Cái gì? Để chơi game cho em Thôi, thôi 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 thôi, người ta nhường cho một game. Không Chán lắm. ăn được. Nhường cho một game về đây. Không sao nữa. Ngon ngon thì cứ thử solo lại xem giờ này thằng nào ngon. Xong chưa? Rất tốn thời gian. Những cái động từ này không cần đổi thì chỉ ghi mỗi một từ thôi. Sắp đến mùa tam giác mạch rồi, thịnh nhỉ? Chuẩn bị có thằng bị ăn bữa vào đầu rồi. Một thằng ở Hải Dương sẽ ăn bữa vào đầu trước, rồi sẽ đến một thằng ở trên Hà Giang. Yeah. Không biết thằng nào ở Hà Giang ấy. Hả? Chỉ biết thằng đấy là con của phụ huynh Dương Hà Thủy thôi. Con này Xong chưa? sao Nào. từ từ chưa Mày ăn nấm rồi đấy. tiếng quạt máy to Đập máy đi. sao Nào, hết đây thì tao tay. có các quy tắc lùi thi. Present simple là thi gì? Thi gì? Present simple. Hiện tại quá khứ. Mày giỏi nhờ, có cả hiện tại quá khứ nhờ. Present simple. Simple. Quá khứ gần. Quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn ở đâu? À, quá khứ đơn, quá khứ đơn. Quá khứ đơn mà là cái đấy hả? À, hiện tại đơn, hiện tại đơn. Hiện tại đơn lùi một thì xuống thành thì gì? Hiện tại đơn đến quá khứ, Quá khứ gì? đơn quá khứ đơn Present continuous. tại thành ai đã tiếp diễn Chuyển sang thành gì? Lùi một thì thành thì gì? đúng 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 đúng. Bốn cái. Past continuous thì gì? Thì past continuous
hiện thì gì tại còn gì nữa là quá khứ tiếp diễn, chuyển xuống thành thì gì, lùi một thì thành thì gì. khứ hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, Present perfect. khứ hoàn thành Quá khứ đâu ta? Present. Present. Đâu, đang phát có tí nhớ mà thầy. Bây giờ đến present perfect. Là hiện tại đơn. Present perfect cơ mà. À, hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành, lùi một thì xuống thành thì gì? Quá khứ hoàn thành. Tiếp. Past simple. Quá khứ đơn. Chuyển lùi một thì xuống thành thì gì? Quá khứ hoàn thành. Lùi cuối cùng đến thì nào? Quá khứ hoàn thành. Nhớ chưa? Must chuyển thành can. Good. Good day. Now, khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp mà động từ tương thuật ở quá khứ thì chúng ta phải đổi hay là ta phải chuyển các cái trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn, rồi thì các đại từ chỉ định theo quy tắc như thế này. Today chuyển thành tonight, tomorrow, yesterday, before the previous day, đọc cả thôi. Ago, before, now, yeah, now, then, next or on Tuesday, the next following Tuesday, last Tuesday, the previous Tuesday, the Tuesday before. The day after tomorrow. It in two in two in 2 days time 2 days later. This chuyển thành that this sau đây. This, that, so, here, there, there nhờ. Nào, bây giờ chúng ta có các cái câu tường thuật với lại ba thứ khác nhau. Đầu tiên là reporter statements, là câu lệnh, reported question, câu hỏi và reported comment, mệnh lệnh. Được chưa? Đừng nhầm giữa câu lệnh và mệnh lệnh nha. Chúng ta vào đầu tiên là reported statement. Được chưa? Là câu gì? Câu tường thuật với gì? Lệnh. Câu lệnh. Câu lệnh. Chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ cộng says hoặc that. Sau say hoặc that có thể cộng với that, cộng với chủ ngữ cộng động từ. Với says thì sẽ có say hoặc là say to cộng tân ngữ, sẽ chuyển thành tells hoặc là tells cộng tân ngữ. Said to sẽ chuyển thành told to. Nhìn cho kỹ, nếu đó là says, says thì là tells, còn say to thì chuyển thành tell. Nhớ cái nào có s, cái nào không có s nhá. Còn said to thì chuyển thành
told. Ví dụ này, he said to me, I haven't finished my homework. Chuyển lại thành gì? Chủ ngữ. He took me. Chủ ngữ. Took me. Chủ ngữ cơ mà. I. Động từ tường thuật. Took me. Động từ tường thuật. Took. Đấy mà là took à? Yeah. Đấy mà là took à hả? Took. Told. Tân ngữ. Tân ngữ. Là em vừa làm xong. Me. Chủ ngữ. Thì. Câu người ta cho là thì nào? Dạng nào? Đơn. Nhìn lại. Ed. Nhìn chả, lại. À, qua khứ đơn, qua khứ đơn. Nhìn kỹ. Có hết là thì nào? Câu người ta cho nha, câu trực tiếp người ta cho là thì nào? Câu trực tiếp người ta cho là he said kia này. Ờ, thì nào? Hiện tại ở này. Thế bây giờ chuyển thành thì nào, luôn một thì thành thì nào? Quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành ở dạng gì đây? Dạng câu lệnh. Dạng gì đây? Là dạng gì? Dạng phủ định. Rồi. My homework lúc này sẽ chuyển thành gì? It work. Tại sao? Lúc này còn sở hữu của mình không? Ở đây chúng ta có một vài những cái động từ tường thuật ở dạng câu lệnh như là say, tell, mention, inform. Khi mà nhìn thấy những cái từ này thì nhớ viết theo cấu trúc như này. Rõ chưa? Là chủ ngữ cộng say hay là said hay là told, mention hay là inform cộng với tân ngữ cộng với that. Sau that là gì? Sau that một mệnh đề. Rồi, đi vào nhanh lên. Có một phút để ghi cái này thôi. Oh shit, đi hết cả cái hi sát giác, hi nhanh. Sát, tung cái giác đang thấy. Nhanh, nhanh, không nói nhiều. Đi hết, hết tất cả cái này. Oh shit. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi còn hai cái kia nữa rồi lúc không nắm được cấu trúc đâu. Anh thầy còn dạy lớp khác. Hấp bè. Hấp. Dạ. Trên đây mưa không? Thì không có. Sáng mưa không? Có. Vừa mưa xong. Mưa to không? Có. Ừ? Có. Có lụt đường không? À, lụt không.
Trên đấy lục được rồi. Dưới lục được rồi. Gì lục được? Mày lúc nào ăn gian 5 phút đi nhé. Nào bảo là tháng 8 em đi du lịch với mẹ, à, tháng 6 ấy em đi du lịch với mẹ nhỉ, Xong rồi cuối cùng lại em đi học lớp với mẹ em lớn thì thích còn bám đít mẹ. mà thích Ừ? em con bé Ừ, bé lắm, bao tuổi rồi? Ừ. xong Xong rồi là chữ không dịch được nhá. Thôi đừng có học theo cái thằng đấy, mình không nổi tiếng được đâu. Nhá, không nổi tiếng được theo người ta đâu. Ok. Rồi. Nay học đây nhá, ngày mai làm test, học cho cẩn thận. Ngày mai làm test dưới 4 điểm nhé. À, dưới nhầm, dưới 5 điểm nhé. Đứt qua đây này. Nhá. Không có nhiều. Qua thầy trao đổi với phụ huynh rồi. Tình hình là 18 cái chống đẩy nhá. Trong ở vòng 18 chiều nay nhá. 17 mà Hôm qua nói rồi, một ngày 10 cái tính lãi một. Nhớ nhá, không nói nhiều. Nhớ những việc cần làm. Goodbye.